Câu chuyện đồ chơi. Tập phim Sức mạnh mới của người nhện. Có chuyện gì đã xảy ra với người nhện vậy hả? Scarlet, hãy dùng sức mạnh phép thuật của cô để giúp cậu ấy đi. Tôi đã thử mọi cách rồi, tôi không tìm ra được nguyên nhân cho chuyện này. Ta rất vui khi chúa tể đã thả chúng ta ra khỏi khám ngục, nhưng chả hiểu sao lại bắt tấn công lũ yếu đuối này. Trật tự và làm theo yêu cầu của chúa tể đi. Biết rồi. Có chuyện gì vậy người sắt? Tôi cũng không biết nữa. Tôi không thể tự di chuyển được nữa. Ta có thể điều khiển được tất cả kim loại đấy người sắt ạ. À, để ta biểu diễn cho người xem nhé. Scarlet, hãy dùng phép thuật của cô để điều khiển tâm trí của chúng đi. Mấy cái mũi sắt đó đã chặn hết toàn bộ phép thuật của tôi rồi. Người nhện, hãy mau tỉnh lại đi. Mọi người đang bị lũ độc ác tra tấn kia. Người nhện, hãy giúp chúng tôi với. Mình đang ở đâu thế này? Xin chào, các bạn là ai vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Đây là tâm trí của cậu, còn chúng tôi là sức mạnh tiềm ẩn của cậu. Khi cậu bị biến thành quái vật, chúng tôi đã được đánh thức. Giờ chúng tôi trao cho cậu một sức mạnh mới và giúp cậu kiểm soát chúng. Hãy cố gắng sử dụng nó thật tốt nhé anh bạn. Đúng lúc chả có chút kim loại nào quanh đây. Đỡ này. Tại sao tôi nhện của ngươi lại mạnh hơn sức mạnh từ trường của ta? Thật vô lý. Thả ta xuống. Người nhện đã thức tỉnh được sức mạnh mới và cứu được các bạn của mình. Nhưng liệu anh ấy có thể một mình đánh bại được cả hai kẻ xấu? Các em hãy đón xem tập phim tiếp theo nhé. Còn bây giờ, anh sẽ kể cho các em nghe về một trận chiến khác của người nhện và siêu sức mạnh của anh ấy nhé. Câu chuyện đồ chơi. Tập phim Siêu Nhân Người Nhện Đại Chiến Superman. Những con người yếu ớt, hãy mau đầu hàng đi. Mau dừng tay lại đi, Superman xấu xa. Thì ra là Siêu Nhân Người Nhện. Nhận lên này. Người, ha ha ha, không dễ thế đâu. Mau ra đi đồng đội của ta. Hứ, đừng có đồng bọn sao? Chính là ta đây. Ha ha ha.
ha ha. Người thua rồi, siêu nhân người nhẹ. Hey yeah. Ta đến rồi đây. Các người sẽ phải trả giá. Câu chuyện đồ chơi, tập phim, siêu nhân người nhện tham gia đại hội siêu anh hùng. Wow, đại hội siêu anh hùng. Này mọi người, sắp tới sẽ có cuộc thi giữa các siêu anh hùng đấy. Thật vậy sao? Wow, thế thì tuyệt vời quá. Chúng ta phải luyện tập thôi. Quyết tâm giành giải vô địch. Yeah. Wow, đông người quá. Mọi người mau ra đăng ký thi đấu nào. Vâng, xin kính chào quý vị đã đến với đại hội siêu anh hùng. Đến với chúng ta ngày hôm nay sẽ có các đội thi: đội Avenger, yeah, đội Paw Patrol, yeah, đội Ninja Rùa. Đội Pizimat, đội Bọt Biển. Yeah! Thành viên các đội sẽ chia ra để đối đầu với nhau. Ai là người chiến thắng cuối cùng sẽ là nhà vô địch. Không để quý vị phải chờ đợi lâu thêm nữa. Cặp đấu đầu tiên biệt đội Avenger và đội Bọt Biển. Để tớ lên trước. Cố lên nhé. Chiến thắng. Hè, chào người nhé. Hãy nhận lấy này. Chiến thắng đã thuộc về Spider-Man. Yeah! Tiếp theo sẽ là cuộc đối đầu giữa Power Ranger và Ninja Rùa. Để tôi lên trước. Và như vậy, sau một ngày so tài, chúng ta đã tìm được 4 ứng cử viên trong ngôi vô địch. Đó là Spider-Man, Ninja Rùa Leonardo, Iron Man, Pizimat, Homelander. Vâng, trên sân đấu là một sự xuất hiện của Spider-Man và Leonardo là một Ninja Rùa. Chiến nào? Hey yeah! Vâng, trận chiến bắt đầu. Chiến thắng. Yeah! Tiếp theo là cuộc chiến giữa Iron Man và Pizimat Outletter. Tôi không muốn đánh phụ nữ. Cố nhận thua đi. Quá tự tin rồi đó, Iron Man. Vâng, một trận chiến thật tuyệt vời.
lấy được sao? Đương nhiên rồi, nhận lấy này. Iron Man đã thua cuộc. Xin chào quý vị đã trở lại với đại hội xoay ngùng ngay bây giờ. Lâu làm mất thì giờ, chiến luôn. Hài, mân mặt quá đi. Cậu đánh bại Iron Man chắc chắn không phải tay vừa. Cậu cũng đâu có kém. Chiến nào, tuyệt chiêu phát tốc độ. Nhanh đấy, nhận lấy này. Đấm xem nè. Hãy nhận lấy này. Hả? Oh no. Yeah. Tuyệt vừa lắm Spider-Man. Vô địch, vô địch. Cảm ơn các em. Hôm nay là 13 tháng 4. Thời tiết vô cùng mát mẻ. Vậy là ông trời cũng biết hôm nay là một ngày trọng đại. Wow. Mới sáng sớm mà cậu đã bày trò gì vậy? Cậu không biết hôm nay là ngày gì hết hả? Thì ngày sinh nhật của cậu chứ ngày gì? Đúng rồi, mình sẽ được ăn bánh kem và có thật nhiều quà. Hôm nay là tiết học ôn tập lại, nhưng cả lớp đã làm rất tốt, cô rất là hài lòng. Bây giờ, sau khi về nhà, các em hãy nhớ làm bài tập cho đầy đủ nhé. Nè, Đăng! Hôm qua mình đã thử công thức mới, có vẻ như hiệu quả hơn lần trước đó. Vậy có phải đã hoàn thành rồi không? Các cậu ấy đang nói chuyện gì vậy? Dấu ơi! Cậu biết không? Hôm nay chính là ngày... Khoan đã, Khánh! Giờ bọn mình bận rồi. Mình và Giờ Hầu có chút việc nên tụi mình về trước nhá Khánh. Hả? Bỏ đi mất rồi. Hích hích. Và sau đó mình đã thử lại một lần nữa và đã thành công. Hi hi, hay quá ha. Nhìn hai người họ nói chuyện kìa, thấy ghét thiệt luôn. Về đến nhà mình rồi. Tạm biệt cậu nhé Dưa Hấu. Hẹn lát nữa gặp lại ở nhà cậu nha. Hi hi, vậy nhé. Dưa Hấu ơi, chuyện gì vậy? Ha, nè, hôm nay là ngày 3 tháng 4 đó. Cậu có nhớ là ngày gì không? Ngày 3 tháng 4 đó hả? Có phải là sinh nhật của mẹ mình không? Tính ra là chưa đến ngày đó mà. Ủa? Rốt cuộc là ngày gì ta? Mình bận rồi, mình về trước nha. Hả? Dưa Hấu, không nhớ sinh nhật mình sao? Hôm nay mình qua nhà cậu chơi được không? Không được, mình bận rồi. Thế nhé. Ôi không. Tại sao lại như vậy chứ? Dưa Hấu và Đăng bơ mình rồi. Thôi, mình đang có chuyện quan trọng hơn. Hả? Đến cậu cũng bơ mình luôn sao? Mình đang tìm Mimi, không biết cậu ấy đi lạc đâu rồi. À, mình có việc phải đi đây. Lại có chuyện gì nữa đây? Ủa, kia là Mimi mà. Thì ra cái máy này có thể nhìn trộm nhà người khác được. Phải rồi ha. Mình cũng dùng cái này để biết được Đăng và Dưa Hấu đang làm gì. Ủa, sao Dưa Hấu và Đăng vẫn đang làm bài tập? À mà bài tập của Đăng kia rồi. Mình mau chép lại thôi. Hả? Họ đi đâu rồi? Ủa? Họ đang làm bánh kem. Không được. Dưa Hấu là vợ tương lai của mình cơ mà. Khánh, con ra xem ai bấm chuông giúp mẹ đi. Dạ. Hả? Là Dưa Hấu hả? Cả Đăng nữa nè. Chào Khánh. Chúc mừng sinh nhật cậu nha. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Các cậu, tớ cảm ơn nha. Bọn tớ muốn tặng bất ngờ cho cậu đó. Ăn bánh xong, chúng mình cùng đi chơi nhé. Chào các cậu. Công viên đông quá, chúng mình chẳng còn chỗ nào chơi nữa. À, mà chúc mừng sinh nhật Khánh nha. Đô đô ơi. Hả, sao thế? Cậu có cái gì giúp bọn tớ với? Bọn tớ hết chỗ để chơi rồi. À, mình có một món đồ chơi rất hợp với cậu nè. Dụng cụ phiêu lưu của Robinson. À, hay quá đi mất. Mà đây là cái gì? Ôi trời, Robinson mà cậu cũng không biết nữa hả? Mình không biết thiệt mà. Ông ấy rất nổi tiếng. Và hầu như ai cũng biết ông ấy là nhân vật chính trong tiểu thuyết Lạc vào hoang đảo. Cái máy này sẽ giúp các cậu trải nghiệm cuộc sống giống như Robinson. Thích quá. Vậy là chúng ta đang ở trên một hòn đảo. Bây giờ cần có thức ăn, dựng nhà, nước uống và lửa sưởi ấm để có thể sinh tồn được. Mọi người chia nhau ra rồi làm thôi. Tít và Mít, các cậu làm xong chưa? Tên tên. Đây, ngôi nhà của chúng ta đã hoàn thành. Mình có 6 người mà các cậu lại làm nhà cho một người rồi à? Làm lại ngay.
Hi, mình kiếm được hoa quả cho mọi người nè. Có thức ăn cho mọi người rồi đây. Hai, biết kiếm gì bây giờ? Thôi cứ ngủ một giấc rồi dậy. Ủa, Khánh đi đâu mà lâu thế nhỉ? Phía trước có ánh lửa, chắc chắn là có người ở đó. Mau qua đó cứu hết cho ta. Ha, thì ra là một lũ nhóc. Khôn hồn thì mau giao hết của cải ra đây. Hớ, không ổn rồi. Mọi người đừng manh động. Ngủ đã quá. Về thôi. Hả? Mọi người bị bắt hết rồi. Kìa, chắc là nhóm cướp biển độc ác. Mong nghĩ cách gì thôi. Hay da. Dưa hấu, đô đô, mọi người dậy mau. Này, uống với ta nào. Dạ. À, Khánh đến giải cứu mọi người nè. Mau đi thôi. Một lũ nại. Có mấy đứa nhóc mà cũng không trông được. Chúng bay đâu? Toán ra tìm bọn nhóc cho ta. Thấy rồi, chạy mau. Hả? Núi lửa phun trào rồi mọi người. À, chạy mau. Chúng ta tiêu rồi mọi người ơi. Phải nghĩ ra cách gì đó chứ. Hích hích, chẳng lẽ chúng ta phải bỏ mạng ở đây sao? Đứa còn chưa được lấy chồng nữa mà. Ơ, hình như nham thạch dùng lại rồi. Yeah, chúng ta được cứu rồi. Ha, mừng quá.